Này có tên gọi là DJ Royal Tinger hay In Một New. Bây giờ mình sẽ tắt bớt cái đèn âm trần pha màu đi để mọi người thấy rõ được những cái luồng tia hiệu ứng của đèn hơn. Thì dòng đèn này mọi người sử dụng tốt cho không gian từ 20 cho đến 50 mét vuông. Mọi người có thể mua để trang trí trong phòng bay, phòng karaoke, quán bar, vũ trường hoặc là trang trí ở những buổi tiệc party sôi động. Ổ đèn này được kết hợp giữa đèn laser và đèn led quét tia 7 màu. Nó tạo ra một cái hiệu ứng rất là ảo, các dân bay rất là thích. Mình đang quay và giới thiệu mẫu đèn này tại showroom của công ty BAH bên mình. Dòng loa mình đang mở nhạc là dòng loa Boe L1 Pro 16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.